Chào cương bà và toàn thể anh chị em đang theo dõi kênh YouTube lời yêu thương của tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà Chúa miền hải ngoại. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã gửi lời cầu chúc Giáng sinh cũng như năm mới đến tu đoàn chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Cầu chúc cho quý vị một năm mới tràn đầy ơn thánh và luôn bình an. Hôm nay, Chủ nhật thứ hai mùa thường niên 5 B. Bài tin mừng được trích trong Thánh Gioan chương 1 từ câu 35 đến câu 42 nói về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của ông Gioan Tẩy giả. Như dân cha và con và thánh thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: các anh tìm gì thế? Họ đáp, Thưa Rabbi, Nghĩa là, thưa thầy, Thầy ở đâu? Người bảo họ, Đến mà xem. Họ đã đến chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Ferro, là một trong hai người đã nghe ông John nói, và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: chúng tôi gặp đấng Mêsia, nghĩa là đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: anh là Simon, còn ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô. kính thưa quý bà và anh chị em chúng ta xin chúa thánh thần soi sáng cho chúng ta biết lắng nghe và đón nhận lời của chúa và xin ngài thấm nhuận nhầm tâm hồn chúng ta bằng chính lời của ngài để chúng ta có thể sống lời của chúa cho được trọn vẹn thưa quý bà và anh chị em bài tin mừng hôm nay Thuận lại sự kiện John Tẩy Giả nói chuyện và giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình như chúng ta vừa được thấy đó là ông John đang có sự ảnh hưởng rất lớn đối với dân chúng thì trong buổi gặp gỡ này tin mừng thuận lại rằng đây là một cuộc gặp gỡ thật là tuyệt vời thầy Giêsu đi ngang qua và Joan giới thiệu các môn đệ của mình. Tuyệt vời như thế nào, chúng ta cùng đi vào bối cảnh của bài tin mừng hôm nay. Sau khi Chúa Giêsu đã ăn chay 40 đêm ngày trong sa mạc rồi chịu cám dỗ. Nhưng Ngài đã vượt thắng tất cả những sự cám dỗ đó. Rồi bắt đầu cuộc hành trình đi rao giảng tin mừng thì Ngài tìm đến nơi Gioan đang làm phép rửa cho dân chúng ở phía bên kia sông Jordan. Và Gioan đang đứng với hai môn đệ thì thấy Chúa Giêsu đi ngang qua. Trong giây phút gặp gỡ này, chúng ta thấy nhớ lại cuộc gặp gỡ của Gioan với Chúa Giêsu khi mẹ Maria kêu mang hài nhi Giêsu thì đi thăm bà elizabeth là mẹ của joan tại giả đây sự gặp gỡ của hai người mẹ thật là vui tươi hớn hở và có những lời cầu chúc thật tốt đẹp chẳng hạn như bà elizabeth nói rằng phải đâu tôi được mẹ thiên chúa đếm viếng thăm tôi rồi chính mẹ maria cũng cất lên lời magnificat linh hồn tôi ngợi khen chúa đó là hai con người hai người mẹ gặp gỡ nhau nhưng cuộc gặp gỡ của Chúa giêsu và à, john tẩy giả là hai hài nhi đều còn ở trong lòng của người mẹ thì hài nhi của bà elizabeth là john nhảy mừng nhảy mừng cuộc gặp gỡ đó cho chúng ta thấy cuộc gặp gỡ ngủ hôm nay thì chính Gioan một lần nữa nhảy mừng trong tâm hồn của mình vui sướng giới thiệu nhìn về Đức Giêsu và nói rằng đây là chiên Thiên Chúa. Đây là chiên Thiên Chúa. Thế thì chiên Thiên Chúa có ý nghĩa gì đây? Chúng ta nhìn lại Cựu Ước là khi nói tới con chiên thì chúng ta thấy được ba hình ảnh sau này Thứ nhất, đó là chiên vượt qua. Được nói đến trong sách xuất hành. Từ chương 12, từ câu 1 đến câu 18. Nói về ăn chiên và bôi máu chiên lên cửa thì được cứu sống. Chúng ta còn nhớ đoạn đó. Là bởi vì khi mà môi xê đưa, muốn đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, thì Pharaoh tìm mọi cách phản đối, chống lại. Rồi thì Thiên Chúa nói rằng, đây hãy giết Chiên, rồi ăn thịt Chiên và bôi máu lên cửa. Để Sứ Thần đi ngang qua, biết đây là con của Thiên Chúa, là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, thì sẽ bỏ qua cho. Chiên vượt qua, cứu dân Do Thái khi biết đáp lại lời của Thiên Chúa Răn Bảo. Rồi hình ảnh thứ hai nói về chiên hy sinh trong đền thờ được trích trong thư của Do Thái thư Hebrew từ chương 10 từ câu 4 đến câu 10 cũng nói về chiên hy lễ, chiên hiến tế và lễ tuần thiêu xá tội đã dùng chiên để mà chuộc tội con người. Nhưng chúng ta ở đây khi Doan giới thiệu đây chiên Thiên Chúa không phải là một con chiên như là thời cựu ước đã từng giết để mà cứu chuộc con người bằng hình ảnh và xin ơn tha tội. Nhưng đây chính là chiên thiên chúa là chính là Đức Giêsu Kitô là ngôi lời nhập thể là ngôi con thiên chúa. Ngài là chính thiên chúa, chiên thiên chúa. Chứ không phải chiên chúng ta chăn rồi chúng ta được trao đổi bằng đồng tiền rồi lấy chiên đó để mà sát tế để chuộc tội cho mình. Nhưng đây chính chiên thiên chúa đã hiến thân để làm giá chuộc, để cứu chuộc cho nhân loại. Và chúng ta sẽ thấy là chính Đức Giêsu Chí Kitô chỉ cứu chuộc một lần là đủ cho nhân loại chúng ta. Thì hình ảnh thứ hai đó cho chúng ta thấy trong thư của Do Thái nói rất rõ về chiên hy sinh, chiên sát tế là chính Đức Giêsu Chí Kitô. Và hình ảnh thứ ba trong sách tiên tri Isaiah ở chương 52 thì nói về người tôi tớ đau khổ dâng mình như một con chiên hiền lành. Như một con chiên hiền lành. Đây là hình ảnh mà thời cựu ước à, được nhắc đến à, trong sách tiên tri Isaiah. Thì nói tới con chiên hiền lành và bị sát tế như vậy. Thì làm sao chúng ta thấy ba hình ảnh đó. Làm sao mà khi Doan giới thiệu với các môn đệ của mình. Đây chiên thiên chúa mà có thể các môn đệ có thể nghĩ ngay được tới những hình ảnh đó không các đấng có thể nghĩ được rằng là đấng messia là đấng cứu thế đến với quyền năng là một vị thiên chúa quyền năng đến để cứu dân do thái khỏi nô lệ khỏi cái sự áp bức của đế quốc roma thì bây giờ khi đức giêsu đi ngang qua thì doan tẩy giả giới thiệu đây chiên thiên chúa thì cái khái niệm về con chiên phải sát tế, phải hy sinh, phải chết và hiền lành và chịu đau khổ phải chết đó thì các môn đệ của gian cũng không có cái khái niệm đó được. Thế thì đấng cứu thế để mà chịu đau khổ thì quả thực là một sự ngỡ ngàng đối với các môn đệ khi nghe. Vì vậy các ông đã tìm đến với Đức Giêsu để mà rồi hỏi thưa thầy thầy ở đâu đối với doan khi giới thiệu đây chiên thiên chúa đây đứng xóa tội trần gian à, chúng ta định nghe rất quen thuộc phải không ạ chiên thiên chúa rồi xóa tội trần gian thì làm sao chiên thiểu thiên chúa lại xóa tội trần gian mà chính thiên chúa xóa tội trần gian đây là sẽ rửa chúng ta bằng thánh thần như doan sẽ giới thiệu đứng đến sau tôi có trước tôi và đến đấy sẽ rửa bằng thánh thần vì vậy chính thánh thần là thiên chúa sẽ đến đổi mới con người toàn diện làm cho một con người trở thành con cái chúa và được sống liên kết với thiên tính của thiên chúa trong cuộc đời của mình vì vậy chúng ta sẽ từ từ bước vào từng bước để coi xem con người của chúng ta ngày nay và thiên Chúa đã đến tẩy rửa chúng ta, làm cho chúng ta trở thành con cái Chúa đó. Thì chúng ta sống như thế nào? Thì đây, một lần nữa, những lời chứng của Gia-an đã tác động mạnh mẽ đến hai môn đệ của Gioan và hai ông đã đi theo Chúa Giêsu là đấng xóa tội trần gian. Khi hai môn đệ đi theo Chúa thì Chúa liền quay lại hỏi rằng các con tìm gì? Đây là một lời hỏi giúp cho các môn đệ xem xét lại những ước muốn của mình. Chắc chắn rằng rõ ràng là đi theo thầy. Tìm gì? Tìm thầy. Thế thầy đứng đây rồi. Thế vậy tìm gì đây? Thì chính cái sự suy xét này, Chúa Giêsu hỏi các con tìm gì thì lại đi vào trong tâm khảm của con người. Chính môn đệ của Gioan An đã tìm đến Gioan trở thành môn đệ của Gioan. Đây là một con người à, thật là kỳ diệu trước mặt dân chúng, rửa dân chúng bằng nước, nói dân chúng đều nghe. ấy vậy mà vẫn chưa có thỏa mãn được cái sự tìm, cái sự thúc đẩy, cái lòng khao khát sâu sắc ở nơi tận con người, sâu thẳm của con người. Chúng ta thấy rõ ở trong tâm của chúng ta cũng được thiên chúa khi thiên chúa tạo dựng đó thì thiên chúa đặt để cho chúng ta một niềm khao khát trở về với đấng chân thiện mỹ. Chẳng hạn như chúng ta yêu thương thì chúng ta lại muốn tìm về cái cội nguồn của yêu thương để diễn tả cái tình yêu đó tận cùng. Về hạnh phúc thì con người muốn hưởng hạnh phúc gì cho nó thật là à, sâu đậm, sâu sắc cái gì mà có thể hạnh phúc nhất. Thì đây các môn đệ đang tìm đến với Đức Giêsu Kitô là cội nguồn của tình yêu, là cội nguồn của hạnh phúc, là cội nguồn của sự sống. Vì vậy Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu hỏi các con tìm gì, một lần nữa khơi dậy trong lòng của các môn đệ một cái trái tim tìm về chân thiện mỹ. Và chính điều này đây thưa quý bà và anh chị em, chúng ta và tất cả mọi người Tin Chúa hay chưa tin Chúa Đều trong thâm khám của mình Đều đang khao khát Tìm về Nguồn chân thiện mỹ này Rồi chúng ta nghe Các môn đệ đáp rằng Grabby Nghĩa là lại thầy Rồi hỏi Thầy ở đâu Thế thì với sự khôn ngoan vô biên Của Thiên Chúa Ngài mời đến mà xem. Thưa quý ông bà và anh chị em, hai câu của Đức Giêsu nói ngày nay vẫn còn đang hiện hữu nơi tâm hồn sâu thẳm của trái tim của mỗi chúng ta. Ước ao rằng mỗi khi chúng ta gặp gỡ Chúa trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn được Chúa nhắc nhớ rằng các con tìm gì. Chúng ta là người tin Chúa, có cái mát công giáo Chúng ta cố gắng sống đời sống công giáo bằng cách là đọc kinh cầu nguyện hay là Chủ nhật đi lễ. Chắc có lẽ không đủ đâu thưa cùng bà và anh chị em. Tại vì từng giây, từng phút Chúa vẫn hỏi là các con tìm gì? Chúng ta có Chúa rồi thì Chúa vẫn hỏi các con tìm gì? Chúng ta mở mắt ra chúng ta tìm gì? Chắc có lẽ một cách thực tế chúng ta phải trả lời với Chúa Thưa Chúa, có đang tìm tiền. Cô đang tìm danh vọng. Cô đang tìm những gì thuộc về trần gian này. Nhưng nếu thực sự trong một giây phút nào đó trong cuộc đời của chúng ta chúng ta được Chúa hỏi các con tìm gì và chúng ta lắng động tâm hồn nhìn thẳng về Đức giê -xu. chúng ta can đảm nói với Thầy Rabbi Thầy thầy ở đâu thì lúc đó chúa sẽ chạm đến trái tim của chúng ta một lần nữa và ngài kêu mời chúng ta hãy đến mà xem đến với chúa ở nơi bí tích thánh thể đến với chúa ở nơi nhà thờ qua các bí tích chúng ta tham dự đến với chúa nơi anh chị em mà chính chúa đã từng nói với chúng ta khi các ngươi làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là các ngươi đang làm cho chính ta thì chính lời mời gọi của Thiên Chúa đó Đến mà xem Đến đi Rồi như các tông đồ Như các môn đệ đây chúng ta thấy sự gì Các ông liền đáp lại Và đi theo Đức Giêsu Và ở lại với Đức Giêsu Và trong đây Lời Chúa nói với chúng ta là Lúc đó khoảng vào giờ thứ 10 À chúng ta tìm hiểu lại một chút xíu à, Giờ thứ 10 Giờ thứ 9 là 3 giờ chiều giờ thứ sáu là 12 giờ trưa và giờ thứ ba à 9 giờ sáng. Thì bây giờ giờ thứ 10 đó là khoảng 4 giờ chiều. Thì 4 giờ chiều đây ở trong kinh thánh cũng cho chúng ta theo một cái theo nghĩa đen đấy để chúng ta hiểu đó. Điều này nói nói về cái thời gian cụ thể là một buổi chiều. Và nhưng nó mang có một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc hơn đó là trong kinh thánh đó số 4 thường tượng trưng cho nơi trần gian tạm thời. Đang nói trần gian chúng ta đang sống đây này. Bốn giờ là cái giờ mà chúng ta đang sống ở trần gian này. Mà chúng ta lại, hai môn đệ lại tìm đi theo Chúa. Ở trong đây cũng nhắc nhớ chúng ta. Thế thì chúng ta đang sống ở trần gian này. Ở bốn giờ chiều là cái nơi trần gian đây. Chúng ta có dám can đảm tìm với Chúa, tìm đến với Chúa như hai môn đệ hay không? trong đó có anh rê đó tìm đến với chúa rồi từ đó hỏi thầy rồi chính chúa giêsu sẽ nói chuyện với chúng ta các con tìm gì rồi các ông hỏi thầy ở đâu rồi chúa mời gọi đến mà xem thưa quý bà và anh chị em lời chúa trong đoạn này đây nhắc nhớ cho chúng ta điều gì thưa đó là trong cuộc sống của chúng ta trần gian này đây Hãy cố gắng dành thời gian hỏi Chúa thường xuyên hơn. Lạy Thầy, Thầy ở đâu? Rồi Chúa sẽ mời gọi chúng ta. Chúa sẽ nhắc nhớ chúng ta là chúng con đang tìm gì đây? Ở trần gian này chúng ta đang tìm gì đây? Thật là ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta, thưa bà và anh chị em. Chúng ta mang cái mác là công giáo. Chúng ta đi tìm những cái gì trần gian này. Nhưng mà thực chất ra người là người cư tư hữu là người được Thiên Chúa chọn và trở thành con cái Chúa qua bí tích rửa tội. Thì chúng ta phải là tìm theo Chúa. Tìm Chúa và bước theo Chúa. Chứ không phải tìm cái 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 mát của người công giáo không đâu. Không đủ. là chúng ta nói rõ ràng hơn là chúng ta thấy như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta mang cái mát công giáo. Và rõ ràng là chúng ta tìm với cái mát đó Rồi cả ngày, cả cuộc đời chúng ta thường thường là cứ bước theo trần gian này Mà mắt dậy là đi tìm tiền Tìm danh vọng để chúng ta sống qua ngày Rõ ràng phải không ạ? Hay là chúng ta cố gắng hơn Thì chúng ta tìm đến nhà thờ Chúng ta đọc kinh cầu nguyện đón nhận các bí tích Để xin Chúa thánh hóa cuộc đời của chúng ta Rồi chúng ta về nhắc nhớ con em của chúng ta Là đi nhà thờ đi Chúng ta là công giáo mà Thứ không đủ Là tìm là tìm Chúa cho cuộc đời của mình Các thánh dạy chúng ta Nhiều khi chúng ta đi tìm cái gì đủ thứ Hay chúng ta xin cái gì đủ thứ hết Xin cho khỏi bệnh Rồi xin cho được công an việc làm Rồi xin cho mua được nhà Rồi đủ thứ chuyện hết Nhưng mà điều quan trọng nhất Mà chúng ta quên Đó là xin cho được có chính Chúa mà ngày hôm nay, hai môn đệ đây tìm đến với Chúa và xin Thầy ở đâu? rồi tìm đến ở lại với thầy ngày hôm đó ngày hôm đó rồi sau khi Chúa Giêsu mời các ông đến mà xem rồi các ông ở lại thế thì điều mà chúng ta được thấy đó là một lời mời gọi của Thiên Chúa một lần nữa đến mà xem đến mà ở lại với thầy chứ không phải đến mà xem rồi xem rồi đi nhưng mà ở lại với thầy thì trong những ngày vừa qua ở nhà dòng chúng tôi có camenzi các bạn đến ở lại ha cũng dừng camenzi là à, cũng đến hỏi các bạn đó, hãy đến mà xem đó rồi các bạn ở lại sống rất là vui à, nếu cùng bà và anh chị em à, có thể vào trong cái trang mạng của nhà dòng để thấy hình ảnh sinh hoạt hay là vào trong facebook của nhà dòng à, tu đoàn à, tông đồ giáo sĩ nhà chú hải ngoại Đấy. hay là trong uh, trong website đó là sdd hải ngoại mà trước đây chúng tôi có dịp giới thiệu đó thì vào trong đó có hình ảnh rồi chúng ta click vào trong Facebook thì thấy hình ảnh của các bạn trẻ à, sống rất là vui tươi, sống động. Nhà dòng tìm mọi cách để cho các bạn thấy được cuộc sống của mình thực sự có ý nghĩa với Chúa và với chính bản thân. Thì trên nơi đây một lần nữa cũng câu gọi quý bà và anh chị em hãy cố gắng nhắc nhớ con em của mình. Hãy tìm Chúa thực sự. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ tìm cái cái vỏ ngoài gọi là người công giáo mà không có tìm Chúa đó thì chúng ta thấy con em chúng ta cứ ngày một xa Chúa. Xa chúng ta đã đành rồi xa luôn cả Chúa. Thật là nguy hiểm. Thế thì đối với các môn đệ tìm ở lại với Chúa rồi đó là tìm lại ở lại trong một cái sự hiệp thông với Thiên Chúa. Nên một với Thiên Chúa, ở lại với Thiên Chúa trong tình yêu của Ngài với cái niềm tin, mà Thiên Chúa đặt để trong cuộc đời của chúng ta. Thưa quý bà và anh chị em, Andre đi theo, gặp gỡ Đức Kitô và Andre đã tìm đến anh của mình là Simon, mà sau này chúng ta được nghe nói gọi là phê Phêrô đó, là đá đó. Thì với tràn đầy nhiệt huyết vui mừng, ông liền giới thiệu với Simon rằng chúng tôi đã thấy đấng Messiah Joan thì giới thiệu đây trên Thiên Chúa là đứng đây là đứng Messia đứng đến để xóa tội trần gian, đứng để cứu nhân loại khỏi tội lỗi. Thì Andre giới thiệu với Simon Phêrô rằng chúng tôi đã thấy đứng Messia và cái cuộc gặp gỡ này của Andre thật là sung sướng và tìm về với niềm tin và tình yêu của mình liền giới thiệu với những người thân yêu để cho gặp được Chúa Giêsu. Và khi mời Simon đến thì Chúa Giêsu nhìn thẳng vào ông và nói rằng: Anh là Simon. Còn ông Gioan, anh sẽ được gọi là cây pha nghĩa là Phêrô, nghĩa là đá. Tôi cùng bà và anh chị em Đức Giêsu nhìn con người của Phêrô là một người đánh cá. Nhìn con người của Andre là một người đánh cá. Nhưng mà nhìn xuyên qua cả cuộc đời của các ông, Thiên Chúa thấy đây là đá. Và trên đá này ta sẽ xây giáo hội. Đức Giêsu nhìn thấu cuộc đời của các môn đệ. Tôi muốn đời. Vì vậy mà khi nhìn ông Simon và gọi sau này được gọi là Pharaoh đó thì Đức Giêsu một lần nữa khi đổi tên ông và đặt ông là đá thì Chúa Giêsu đã mặc khải quyền năng của Thiên Chúa ở trần gian này và sẽ được xây dựng ở trên nền tảng trên đá này và ngài hứa rằng trên đá này sự giữ và ma quỷ không thể thắng được. Pharaoh con là đá sau này chúng ta sẽ được nghe. Chính chiều sâu mà Thiên Chúa nhìn thấu trái tim, tâm hồn của phê đó. Nhắc nhớ cho chúng ta. Khi chúng ta trở thành con cái Chúa, chúng ta được đặt tên. Chúa cũng gọi mời chúng ta được trở thành những con người thuộc về Thiên Chúa. Và làm việc cho Thiên Chúa. Tiếp tục cuộc tạo dựng cho Thiên Chúa. Để đưa mọi người trở về với Thiên Chúa. Như vậy thưa quý bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm về cuộc đời của mình. Chúng ta gặp gỡ Chúa như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Chúng ta gặp gỡ Chúa có được như những người khác giới thiệu như Doan Tẩy Giả giới thiệu các môn đệ không? Giáo hội giới thiệu chúng ta cho Thiên Chúa những người thân của chúng ta các cha các thầy các sơ những người thuộc về giáo hội luôn luôn giới thiệu chúng ta cho thiên chúa thì liệu rằng chúng ta có dám đáp lời hay không rồi chúng ta có tìm đến với chúa để rồi trên con đường chúng ta tìm chúa đó chúa vẫn hỏi chúng ta các con tìm gì rõ ràng nếu chúng ta nói chúng ta tìm chúa thì chúng ta phải bước theo chúa Câu hỏi này thật đơn sơ, nhưng chứa động cả một chiều sâu trong tâm hồn của mỗi con người. Khơi dậy lại bản chất của con người thuộc về Thiên Chúa, hình ảnh của Thiên Chúa, có hơi thở của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Thì chúng ta phải tìm Thiên Chúa mới đúng chứ. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta đối diện, thì có những con người tìm Thiên Chúa, là hạnh phúc. Có những gia đình đang tìm về Thiên Chúa và mong ước người vợ, người chồng, con cái của mình cũng tìm về Thiên Chúa như tâm hồn mình ao ước. Có những người chồng thật là bê bối, chỉ biết ăn nhậu, bỏ luôn cả chúa. Để cho con cái ao ước muốn đi nhà thờ thì bố cũng chẳng có giờ trở đi. Nếu như ngày hôm nay Chúa tìm đến với những người cha như vậy, người bố như vậy, người ba như vậy và hỏi rằng các ngươi đang tìm gì thì liệu rằng chúng ta có câu trả lời cho Chúa không? Nhìn lại tâm hồn của mình để trả lời với Chúa đi thưa cô bà và anh chị em. Các ngươi tìm gì? Các con đang tìm gì? Chúa đang hỏi chúng ta đó. Rồi khi chúng ta gặp gỡ được thì chúng ta cũng như Andre biết giới thiệu Thiên Chúa đến cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho ông bà, cho bạn bè, cho tất cả những người chung quanh chúng ta. Đừng ngại ngùng giới thiệu Thiên Chúa cho những người thân yêu. Bởi vì đó là con đường cứu rỗi của chúng ta và con đường cứu rỗi của những người thân yêu của chúng ta. Đừng ngại ngùng giới thiệu Thiên Chúa cho con cái của mình. Để con cái của mình tiếp tục được đón nhận Thiên Chúa từng ngày, từng giây, từng phút. Còn nếu không, chúng ta mà không đón nhận Thiên Chúa thì chúng ta sẽ bị sự giữ đón nhận chúng ta liền. Thật là nguy hiểm cho chúng ta. Như vậy, để mà sống theo Chúa như vậy thì một lần nữa chúng ta hãy cố gắng dành đôi phút cho cuộc đời trong mỗi ngày khi thức giấc, chúng ta xác định lại ngày hôm nay con đi làm đó nhưng xin cho con tìm Chúa. Ngày hôm nay con đi phục vụ tha nhân đó xin cho con tìm đến với chúa con cái cũng vậy ngày hôm nay khi con đi học xin cho con cũng tìm đến với chúa để ngài nâng đỡ thưa quý bà và em chị em hãy cầu nguyện thật nhiều nữa nhiều hơn nữa để chúng ta có can đảm cởi mở tâm hồn tìm đến với chúa để rồi từ đó chúng ta tìm đến với nhau tìm đến với con cái, cứu chữa con cái của mình bằng những lời cầu nguyện, bằng những lời giới thiệu Chúa Giêsu cho gia đình của mình. Và ước gì chúng ta cũng giống như Pharaoh, khi đón nhận với danh hiệu mà Thiên Chúa đã đặt tặng ban thì chính căn tính của mình là một người công giáo là một người thuộc về Thiên Chúa là một người tin theo chúa thì trái tim của chúng ta một lần nữa, hãy được sống với Chúa rồi từ đó chúng ta loan báo tin mừng không phải là cần phải đi đâu xa ngay trong gia đình của chúng ta một lời bác ái một cử chỉ tốt đẹp nhân dân Đức Giêsu Kitô để sống tình yêu đó trong gia đình của mình hạnh phúc biết mấy chúng ta xin Chúa Thân thần hướng dẫn chúng ta cho cuộc đời để khi chúng ta gặp gỡ Đức Kitô gặp gỡ rồi chúng ta xác quyết rằng Ngài chính là chiên thiên chúa đứng xóa tội cho tôi đây. Thì chúng ta cũng giới thiệu Chúa Giêsu cho gia đình của mình, cho những người thân yêu. Chúa Giêsu là chiên thiên chúa đứng xóa tội cho anh, cho chị, cho chồng, cho vợ, cho con, cho cái, cho tất cả những người thân yêu. Và chúng ta một lần nữa xác quyết được rằng chúng ta đang sống với Chúa. Thì chúng ta hãy yêu mến Chúa và chọn chúa đi thưa quý bà và anh chị em có như vậy thì mỗi khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta lại được tràn đầy ân sủng của thiên chúa là bởi vì chúa nhìn thấu tâm can của chúng ta và thiên chúa sẽ ban cho chúng ta những điều gì cần thiết nhất cho phần rỗi chúng ta lạy chúa xin cứu chữa chúng con xin ban ân sủng cho chúng con để chúng con được ơn can đảm sống tin mừng của Chúa, hướng theo Chúa, bước theo Chúa và xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Cắt riêng cho những người còn đang xa Chúa trong gia đình của chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cứu chữa họ và đưa họ trở lại cùng với Chúa. Amen. người ơi được cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi người ơi được cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì người ơi đừng vì thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi người ơi tiền tài chứng cao của cái danh vọng chính là hư vô bước theo chúa trên con đường hẹp vàng thập giá từng ngày con đi quyến theo chúa trong gai ngại gì sống cùng chúa ta được nước trời người ơi được cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi người ơi đừng ta thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì người ơi đừng vì thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi người ơi tiền tài chức cao của cái danh vọng chỉ là hư vô trên con đường đời sống nhân chứng tin mừng muốn nơi sống theo Chúa tin yêu dạng ơi quyết tìm kiếm cho được đường mà mất linh hồn nào được ích chi người ơi được cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì người ơi đừng vì thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi người ơi tiền tài chứng cao của cái danh vọng chính là hư vô Chúa trên con đường hè vắng thập giá từng ngày con đi quyết theo Chúa trong cái ngại gì sống cùng Chúa ta được nước trời người ơi được cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi Người ơi đừng cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Người ơi đừng vì thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi. Người ơi tiền tài chức cao của ái danh vọng chỉ là hư vô. Sống theo Chúa trên con đường đời Sống nhân chứng tin mừng muôn nơi Sống theo Chúa tin yêu dạng ơi Quyết tìm kiếm cho được nước trời Sống theo Chúa tin yêu dạng ơi Quyết tìm kiếm cho được nước trời